chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu hoa trang trí nha. Sợi ở đây mình sử dụng là sợi dù 1mm, các bạn có thể sử dụng sợi cô tông Việt Nam hoặc là các loại sợi nào mà nó có cái độ hơi cứng cứng đó là được ha. Các bạn có thể sử dụng đứng dán. Còn kim thì mình sử dụng kim 2.5mm. Bật lửa để hơi sợi và kéo để cắt. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Trước tiên là các bạn sẽ tạo cho mình 7 bính. Rồi các bạn sẽ móc vào cái móc đầu tiên. Các bạn sẽ kết trượt vào đây. Rồi chúng ta được một cái vòng tròn. Các bạn móc tiếp lên cho mình 3 bính. 1 2 3. Và chúng ta sẽ móc vào trong cái vòng tròn tất cả là 17 mũi móc két nữa. Nếu mà sợi của các bạn nó nhỏ hơn hoặc to hơn thì mình sẽ điều chỉnh số mũi cho nó vừa với cái vòng tròn, hay không nhất thiết phải là giống như mình. Rồi các bạn sẽ kết một mũi trượt vào cái chân móc thứ ba. Chân móc thứ ba ha. 1 2 3. Các bạn sẽ kết vào đây một mũi trượt. Chúng ta được một cái vòng tròn như thế này. Các bạn sẽ móc lên cho mình 1 bính. Và chúng ta sẽ móc vào chân kế. Chân kế này 1 mũi móc trượt. Các bạn tiếp tục móc 1 bính, rồi móc vào chân kế 1 mũi móc trượt. Mình có móc lần lượt như vậy, lên 1 bính nè, rồi móc 1 trượt vào chân kế, lên 1 bính, móc 1 trượt vào chân kế. Các bạn cứ móc lần lượt như vậy hết cái hàng này. Rồi, đến cái chỗ này nè. Chỗ hồi nãy chúng ta có lên một bính như này. Các bạn sẽ kết. Một cái vòng như thế này. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc bính. 2. Cùng chân móc này các bạn sẽ móc
mất ở đây một một mất đơn rồi ở lần lượt ở những chân kế tiếp. Các bạn sẽ móc một mũi trượt, một mũi bính, một mũi trượt, một mũi bính. Ở mỗi chân chúng ta cũng móc lần lượt như vậy, một trượt, một bính. Rồi, sau khi các bạn móc lên cái chân cuối cùng tới đây, bạn sẽ cắt sợi cho mình đường tròn. Cắt sợi xong mình rồi, sau khi rút sợi qua các bạn sẽ dùng kim phô len ha. Đây, ngay chỗ cái chân bánh thứ hai để mình lên qua hai sợi, mình sẽ lắp cái kim ra, rồi mình sẽ đâm ngược cho về cái chân bên này, trên xuống, mình sẽ tạo được cái mũi nó liền với nhau, không có cái cản trở, cái vết máu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giấu sợi. Và các bạn sẽ làm như vậy và tất cả là 6 cánh của mình ha. Nên mình đã làm được trước được 5. Rồi bây giờ mình sẽ cắt một đoạn chỉ dài dài một chút cho nó dễ ra ha. Rồi sẽ sọc tiếp. Cái đầu nhỏ ở chỗ mình chúng ta lên có hai đứt đó. Mình sẽ lên này.
Rồi sau khi mình sắp khâu xong rồi, mình ghép xong rồi. Mày sẽ có lúc này rồi. Rồi đây là sau khi cái hoa mà chúng ta đã kết lại với nhau, kết một cái cánh lại với nhau, mình sẽ được một cánh hoa như thế này. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn nha.